Chào một ngày mới tươi đẹp. Chào mọi người đến với Biết Chai, kỳ duyên của mình một ngày thân tâm an lạc, sức khỏe an định. Chúng ta cùng cầu nguyện cho dịch bệnh mau qua để đời sống của mọi người được quay trở lại bình thường nha mọi người. Biết Chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món ăn vặt ở tại nhà trong mùa dịch nha. Bột nếp. Thì bột này mình cũng đã có sẵn ở nhà từ lâu rồi. Thì nhân đậu xanh thì mình cũng đã có sẵn ở trong tủ lạnh đông, và khi nhà mình làm đám giỗ các bạn thì xong cái nó còn lại thì mình để vô tủ đông để giặt. Rồi bây giờ thì mọi thứ nó đã có sẵn ở trên rồi, tất cả đều sẵn sàng. Nhân đậu xanh rồi bột, thì cái chè sôi nước của mình hôm nay mình sẽ làm một ít chè sôi nước và một ít chè ỉ chung với nhau. Thì ở trong cái món chè này của mình thì nó có sẽ gồm là bột, nước cốt dừa. Mình sẽ để nước cốt dừa vô đặng ăn cho nó đỡ ngán nha. Tại vì nếu mà thường thường thì người miền Bắc với lại người Tàu người ta hay gọi là trôi nước, nhưng mà gặp với miền Nam của mình thì gọi là sôi nước, nấu chè sôi nước. Thì mình chỉ là người miền Tây Nam Bộ cho nên mình chỉ dùng những cái từ ngữ nhất quán của người Nam Bộ của mình ở đây thôi, của người miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ mình không có cân lượng gì hết, mình chỉ độ chừng để mà mình nấu chè thôi nha các bạn. Nếu mà mình pha bột quá thì khi mà nó dư thì mình sẽ dò chè ỉ thêm vô. Thì ở đây là thường thường người ta nhồi nước thì người ta sẽ nhồi bằng nước lạnh, nhưng kỳ duyên mình sẽ nhồi bằng một ít nước hơi ấm ấm. Đây là muối bột, mình sẽ cho vô một ít muối bột trong bột để cho bột nó vừa ăn, cái viên chè của mình nó hơi mỏng mỏng. Thì đây là nước đường, mình thắng nước ấm ấm rồi mình để một chút nước đường, mình cho ít một giá nước đường thôi, mình không có cần cho nhiều, một giá nhỏ gọn. Và đây là nước dảo, thay vì bây giờ nước dừa mình gắt mình bỏ nước dảo thì mình sẽ tận dụng nước dảo để mình nhồi da nữa nha các bạn. Mình nghĩ là nó sẽ làm cho cái da bột của mình nó ngon hơn. Thì mình lần đầu tiên cũng chỉ làm chè sôi nước thôi nha mọi người, cho nên mình cũng sẽ thử nghiệm coi thất bại và thành công như thế nào. Ở đây mình sẽ có một ít bột mì phẳng, mình cho bột mì phẳng vô để cho da nó trong nha, cho cái da bánh của mình nó trong. Trong đời sống của chúng ta thì mọi thứ thì không phải là mình đều biết hết, cho nên mình đều học hỏi. Một là mình học hỏi từ người khác, và hai là mình học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân của mình nha các bạn. Thì học hỏi từ bản thân của mình thì mình sẽ hoàn hảo hơn mỗi ngày, cho cuộc sống của mình nó từ những cái mà mình làm chưa được mình sẽ cố làm được, những cái mình đã phạm sai lầm thì mình sẽ sửa chữa lại cho đúng đắn. Cuộc đời này chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có những cái ưu điểm và khuyết điểm của mọi người khác nhau. Thì cái chè này ngày hôm nay mình làm cái bịch bột này là khoảng nửa ký, thì mình sẽ làm khoảng nửa bọc thôi các bạn. Nửa bọc trong đó khoảng 250g, nhưng mình cho khoảng 100g bột mì phẳng nữa. Thì mình sẽ cảm giác là cỡ khoảng chừng 350-400g đó. Đó, mình cho nước vô mình nhồi rất là vừa tay đó các bạn. Trong câu chuyện của cái bếp chai kỳ duyên nấu chè sôi nước ngày hôm nay của mình thì bếp chai gia đình kỳ duyên mình có những cái điều rất là lý thú. Mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về xa xưa của gia đình mình. Nó có một chút xíu gì thần bí các bạn, cho gia đình mình. Mình không có thổi phồng sự việc gì hết. Mình sẽ kể một cái sự thật rất là... mà trong tuổi thơ của mình đã chứng kiến được. Câu chuyện là như thế này, khi mình sinh ra trong gia đình của mình thì mình được ba anh trai
ba anh trai lớn, tới mình là em gái út của gia đình. Thì không biết là từ bao giờ ba mình đã không nói chuyện. Cái này là mình nhồi bột để cho nó xốp tơi nha mọi người. Nhưng ở trong cái da chè này, có thể ngày hôm nay á là chị Duyên mình sẽ chế thêm một một ít gọi là mè. Mè mình rang sẵn nha. Mình làm da mè cho chè. Thường thì người ta nấu chè sôi nước không có những cái gia vị như vậy đâu, nhưng mà kỳ duyên mình thì hay khoái để gia vị màu mè lắm. Mình làm theo cái ý tưởng của mình, cho nên sáng kiến của mình là đưa thêm vô thôi. Mọi người có thích thì để, còn không thích thì tùy, không có ép đâu. Với mình thì hay chế biến thêm cho nó mới mới ra gì đó, tại vì sáng kiến mà. Đúng không? Mình lấy cái xưa cũ rồi mình kết hợp với cái mới của mình. Mình có ý kiến như thế nào đó mình cứ làm. Rồi với mọi người trong gia đình của các bạn thì thích ý kiến gì đó thì các bạn cũng tự thay đổi theo cái ý của mình thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện của hồi ngày xưa đó, thì khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình được khoảng 1 tuổi, 2 tuổi. Thời gian đó thì mình chưa từng nghe ba mình nói chuyện một lần trong cuộc đời. Mình chỉ nghe ba nói bằng tiếng hút gió. Ba chỉ hút gió. Vậy đó mọi người. Nó rất là huyền thoại cho câu chuyện của gia đình mình. Vậy đó. Ba cứ hút gió là kêu Duyên ơi, Kỳ Duyên ơi, Kỳ Duyên à vậy thôi. Thì nghe mà mình hiểu hết rồi. Hay lắm. Khi sau này mình lớn lên thì mình mới nghe kể lại câu chuyện huyền thoại của ba mình, là không phải là ba mình là không nói chuyện bẩm sinh đâu nha các bạn. Chỉ là một sự cố hy hữu xảy ra trong đời sống mà ba đã ngưng không nói chuyện một thời gian rất là dài, tới mấy mươi năm luôn đó. Rồi, bột mình nhồi mình để nãy giờ cũng khoảng 15-20 phút, thì mình không có cần thiết là phải để bao nhiêu lâu thời gian hết đó mọi người. Tại vì cái thời gian thì khi mình làm thì mình tranh thủ có thời gian rảnh thì mới còn mình ra mình dò chè. Thì đây là nồi nước, mình bắt cái nồi nước sôi lên. Rồi xong thì cho nước nó sôi lên thì mình bắt đầu dò. Tức là không có nhất định là thời gian gì hết. Mình thời gian của mình là nó tùy theo mình rảnh giờ nào thì mình sẽ dò giờ đó thôi. Thì nước nó sôi lên là mình dò viên chè mình bỏ vô như nè mọi người. Khi nó chín thì nó sẽ tự nổi lên. Thì viên chè của mình á, mình làm bột nó không có quá ướt, nó hơi khô. Mình cho viên chè nó dễ dò. Nếu mà bột ướt quá thì mình sẽ khó dò lắm đó. Nhưng khi mình dò thì xin lỗi bị bể, thì mình cẩn thận một chút, mình cẩn thận một chút. Thì cái câu chuyện của gia đình của Kỳ Duyên của mình, của ba của mình ở đây á, thì là câu chuyện rất là đặc biệt. Mình ấn tượng với cái câu chuyện của ba mình hồi nhỏ á, thì khi mình lớn lên ở trong gia đình thì mình chỉ nghe ba mình hút gió với mình thôi, và những cái bài cúng cầu nguyện á, của Đức Thầy Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy á, là mỗi ngày mình lại lễ bái mấy thời đó là ba mình dạy mình, chỉ là đọc bài cúng và đọc kinh là ba chỉ dạy bằng cái tiếng hút gió thôi, mà anh em của mình trong gia đình nghe rất là dễ hiểu. Người khác nghe thì khó hiểu nhưng mà anh em mình nghe dễ hiểu lắm. Khi nào mà nó nở, nó nổi phịch lên hết là nó chín đó. Thì lúc đó ba mình nói chuyện là mình được khoảng 4 tuổi. Cả gia đình mình bắt đầu ăn chay hết rồi đó mọi người. Thì mình nhớ là độ tuổi khoảng 4 tuổi, 5 tuổi gì đó là mình lớn lên thì mình đã bắt đầu cùng ăn chay với ba mẹ với gia đình mình.
khi mình lớn lên thì mình chỉ biết nấu chay cho gia đình thôi, và cùng ăn chay với cả gia đình mình. Tự hồi lúc nào thì lúc đó là mình nhớ mãi mãi là vậy đó. Sau đó thì mình mới nghe là mẹ kể lại và ba kể lại cái câu chuyện hồi xưa ba còn trai trẻ. Ba vẫn là người bình thường, ba vẫn nói chuyện giống như mọi người. Đến thời kỳ mà ba kết hôn với mẹ thì đó là mùa hè đổ lửa 1972 của hồi thời chiến tranh của Việt Nam với Mỹ Quốc. Thì mùa hè đổ lửa 1972 đó là thời đó là bị bắt quân dịch. Mình nghe ba mình kể lại gì đó, tức là người dân thanh niên ở trong làng á, ai cũng phải bị bắt đi lính, đi bộ đội hết đó mọi người, đi lính quân dịch cho Mỹ Quốc hồi xưa với Việt Nam Cộng Hòa. Thì ba mình là một trong những thanh niên trai trẻ mới kết hôn với mẹ mình, cũng khoảng 18 20 tuổi gì thôi, tại vì hồi xưa kết hôn sớm đó. Thì tự nhiên tới thời kỳ mà nó nóng bỏng như vậy thì ba mình tự nhiên không nói chuyện nữa. Ba nằm mơ một giấc mơ rất là kỳ diệu. Tự nhiên ba mình nằm mơ thấy có một ông già. Có một đêm ba mình nằm mơ thấy ông già lại cho ba một cái trái cam. Thì mình chọn cái viên chè nào nó phịch lên trước rồi mình sẽ vớt nha các bạn. Khi nó chín là nó sẽ phịch lên trên mặt. Còn mấy cái viên nào nó chưa chín thì nó bị chìm ở dưới. Cho nên mình dễ nhận cái nào rồi, cái nào nó chín hay là chưa đó. Đó, cái này là nó nổi lên như thế này là nó đã bắt đầu chín rồi nè. Thấy không? Thì khi nó chín lên như vậy thì mình sẽ vớt ra một cái nồi nước. Ở đây thì nồi nước là mình sẽ chuẩn bị để mình làm cái nồi nước đường nha. Mình để cho nó phịch lên hết đi các bạn. Nó phịch lên được. Cái viên chè mình làm tính cho nhỏ gọn thôi, nhưng mà nó vô cái nồi mình thấy nó nở, nó phình lên to quá. Nếu tại mình làm cái da nó hơi dày quá. Vậy câu chuyện tiếp tục là ba mình nằm mơ thấy ông già cho ba một trái cam. Thì bà ông già ông chẻ cái trái cam ra rồi ông mời ba ăn, nói con hãy ăn cái quả cam này đi. Rồi xong á, thì từ đây trở về sau đừng có nói gì nữa hết, hãy im lặng thì mới được sống sót. Còn nếu có nói á, thì là sẽ chết. Thì vừa nói xong thì ông già ông lấy cái dao ông rạch vô cái miệng của ba. Ba giật mình thức dậy. Thì sau cái giấc mơ đó ba giật mình thức dậy thì ba mình không nói chuyện nữa được. Đó là một câu chuyện rất là huyền thoại đó phải không các bạn? Mà các bạn biết không, khi ba mình không nói chuyện như vậy thì ở bên Bắc quân dịch đó người ta không có tin đâu, người ta ba nói ba mình là giả bộ. Cho nên họ mới bắt ba mình đem đi khám bác sĩ. Khi đến khám bác sĩ đến khám thì bác sĩ xác nhận là ba bị á khẩu. Thì mình ở thời đó mình chỉ nghe nói như vậy thôi. Thì cái từ á khẩu ở đây là sẽ không nói chuyện nữa được. Tất cả những cái bộ phận của âm thanh vẫn là bình thường đàng hoàng đầy đủ, nhưng mà chỉ là bị á khẩu, không nói được. Thì đó là sự xác nhận của bác sĩ. Mà phải rất là nhiều bác sĩ tới khám, trải qua ba bốn người như vậy đó, tại vì người ta không tin. Thì liên tục là nhiều bác sĩ khám thì cũng đều xác nhận như vậy hết. Thì họ mới quyết định ra cái giấy cho ba mình là
ba là người bị á khẩu không nói chuyện được. Thì các bạn biết mà đi lính mà không nói chuyện được á thì làm sao các bạn đi vô trong đội ngũ được, phải không các bạn? Thì từ đó thì ba mình bị loại ra. Đó là một sự phi thường của giấc mơ. Thì ba mình bị loại ra, bị bỏ ra trong thời kỳ chiến tranh mà nóng bỏng của mùa hè đỏ lửa 1972, đó là thanh niên thời đó khi mà ra đi là một đi là không trở lại là nhiều. Mình nghe ba mình kể lại như vậy đó. Đại đa số đi là bỏ mạng xa trường hết rồi, không có ai quay lại nữa hết. Thì trong xóm có một ông đó, ổng là bạn của ba, cũng ở chung trong một cái xóm. Ổng bị mù. Thì cũng cùng chung lứa tuổi thanh thiếu niên và cũng là bạn bè chơi với nhau trong xóm. Thì ông đó là một trong những thành phần bị bỏ lại cùng với ba mình bởi vì ổng mù. Còn ba mình thì là lúc đó á khẩu là câm. Thì với cái người miền Tây của mình ở đây gọi là câm đó, không nói chuyện được đó. Thì hai người, trong đó là một ông câm và một ông mù không đi quân dịch thời thời đó. Mình nghe ba mình kể lại. Thì sau cái đợt quân dịch như mùa hè đỏ lửa 1972 đó, thì những người trong làng đó đó cùng trang lứa với ba ra đi thì mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Cái chiến tranh đó ác liệt lắm các bạn, nó lấy rất là nhiều sinh mạng. Thì ba mình là một trong những người may mắn sống sót ở trong cái thời điểm đó. Vì vậy mà mình mới thấy đó là một sự phi thường và huyền diệu. Mình mới cho là câu chuyện của ba mình đó là nó rất là huyền thoại đó, đúng không mọi người? Thì mọi người nghe, mọi người có thấy đúng vậy không? Thì sau thời kỳ 1972 đó rồi thì không phải là ba mình nói chuyện được liền đâu. Mấy mươi năm sau á mọi người, là ba nói là khoảng 18 năm như vậy đó, trôi qua là bắt đầu một ngày, có một ngày cũng đặc biệt lắm. 1980, từ 1972 trước đó và tới năm 1980 thì đó là một khoảng thời gian rất là dài, mấy mươi năm ba mình không có nói chuyện được. Thì bỗng có một hôm ba cũng nằm, ngày hôm đó là ngày bà nội của mình, bà nội của mình mang một cái chứng bệnh ung thư rất là nặng và cũng đang trong thời kỳ nói chung là hấp hối đó, dùng cái từ hấp hối đó các bạn. Rồi bà nội mình nặng lắm, có lẽ là không qua khỏi. Thì cái buổi tối đó ba cũng đốt nhang cầu nguyện cho bà nội được khỏe mạnh. Xong thì đặt cái bàn cầu nguyện ở trước nhà, nhưng mỗi lần cầu nguyện thì ba tới 12 giờ khuya thì ba cũng vô nằm nghỉ ngơi, rồi thiếp đi một chút, rồi khoảng tiếng sau là ra đốt nhang để cầu nguyện nữa. Tại bà nội lúc đó mệt lắm, từ buổi chiều tới giờ đó bà nội mệt liên tục, thì ba cũng không có ngủ ngon giấc đâu. Bà nội mình cứ mệt hoài thì ba cũng không có ngủ được ngon giấc, mà ba chỉ tha thiết cầu nguyện thôi. Thì trong cái thời gian cầu nguyện như vậy thì mệt mỏi thì ba mới nằm xuống thêm thiếp đi. Ba thiếp đi ở trong cái giấc mơ của ba, ba gặp lại ông lão năm xưa. Thấy rất là uy diệu phải không các bạn? Ba thấy ông lão năm xưa cũng râu tóc bạc dài, trắng phơ, chống cây gậy lại. Rồi ông lão mới nói với ba là mẹ của con không qua khỏi cái cơn bạo bệnh này, nhưng con thì sẽ phải là người nói chuyện đầu tiên trước khi mẹ con ra đi. Và trong cái cơn mơ màng như vậy á, thì khi ông già ông nói là bà nội của mình không qua khỏi cái cơn bạo bệnh như vậy, thì ba mình cũng vừa gần tỉnh giấc mơ thì ba nghe văng vẳng bên tai là con hãy lấy một cái bông trang ở trên bàn Phật mà con nhai vô thì con sẽ nói chuyện được. Thì ba giấc đó đã tỉnh giấc mơ rồi, nhưng bên tai của ba mình vẫn nghe âm thanh văng vẳng nói như vậy. Thì ba giật mình thức dậy liền, tỉnh lại liền. Thì khi tỉnh giấc mơ như vậy thì ba rất là ngạc nhiên. Ba mới bật ngồi dậy. Thì ba bật ngồi dậy là tại vì ở trong vườn trong quê mình nó thì thường thường là ở trên trang Phật, bàn Phật cổ huyền rồi hồi xưa hay cúng bông trang lắm các bạn.
Cái bông trang là thường thường mình trồng dễ trồng lắm, mà nó có bông quanh năm suốt tháng rồi, để dành ăn cúng. Thì nhà trong vườn trong quê của bên Phật giáo Hòa Hảo, người nào người ta cũng hay cúng bông trang, bông điệp ở trên bàn thờ Phật chứ cũng quyền lắm. Thì như vậy thì ba ra đốt nhang, ba cầu nguyện, ba cầu nguyện với 10 phương chư Phật. Xong thì ba mình mới lấy cái bông trang ở trên bàn thờ Phật đó, thì ba lấy ba nhai, ba nhai ba nuốt vô xong thì lấy cái chung nước cúng ở trên bàn Phật đó, ba cùng uống vô với cái bông trang mà ba đã nhai. Thì như vậy là chỉ vừa xong trong vòng vài phút là ba mình tự nhiên niệm Phật. Ba ra ngoài bàn cầu nguyện ở ngoài sân á, trước sân á có đặt cái bàn cầu nguyện, thì ba mình niệm Phật tự nhiên niệm ra tiếng. Thì cái tiếng niệm Phật đầu tiên của ba là nghe rất là lạ, tức là cái âm thanh nó lạ lắm, mình không có tả được. Nó không phải là âm thanh giống như phụ nữ hay là đàn ông gì hết, mà cái giọng của một người giống như là đã nhiều năm nhiều tháng không nói chuyện được á, thì nó sẽ bị ức chế cái gì đó mình cũng không hiểu nữa các bạn. Nhưng cái âm thanh của ba thì mình nghe rất là lạ. Thì cả nhà mẹ rồi bà con, tại vì bà nội mình hấp hối thì ban đêm có người trực cũng không ai ngủ hết á. Tất cả mọi người xung quanh đều nghe cái âm thanh niệm Phật của ba, chống hệt nhau gì đó. Rất là ngạc nhiên, nghe cái âm thanh niệm Phật rất là ngạc nhiên, lạ lắm. Thì mọi người đều chạy tới chỗ của ba mình đang niệm Phật đó. Nhìn, thì ba vừa niệm Phật, ba vừa cầu nguyện, mà cầu nguyện bằng cái tiếng nói của ba, chứ ba không có quýt gió nữa. Thì mọi người quá ngạc nhiên luôn. Một điều ngạc nhiên chưa từng thấy trong hàng chục năm qua đó các bạn. Đó là một việc rất là huyền thoại. Thì ba mình nói chuyện mà cái giọng éo mà rất là cứng, hơi cảm giác mình thấy là hơi khó nghe lắm, chứ không có dễ đơn giản như giống cái giọng của mình đang nói bình thường vậy đâu nha mọi người. Nó rất là khó nghe. Rồi như vậy là về của mình đã nấu, mình đã dò hết, mình làm khoảng 20 viên. Thì như vậy là bây giờ tới mình về chòa ỷ nha mọi người. Mình ngưng câu chuyện của ba chút đi, giờ là mình đang dò chòa ỷ. À, mình làm thì nó dư là một ít bột, cái mình dò chả ỉ nha mọi người, bởi vì mình không có sợ, mình chỉ độ chừng thôi chứ mình không có cần thiết phải đo lường gì hết, cho nên nó dư ra một chút thì bắt đầu mình tới làm chả ỉ nha các bạn. Rồi mình sẽ kể tiếp tục câu chuyện của ba nha. Thì khi ba mình nói chuyện được và cầu nguyện xong một một thời cầu nguyện ở ngoài cái bàn thờ Phật ở ngoài sân á, thì ba chạy lại tới bà nội, bên bà nội của mình, và ôm bà nội và khóc. Ba ôm bà nội mình rồi ba khóc. Ba mới nói với bà nội là con đã nói chuyện được rồi. Thì khi lúc đó bà nội mình bả mệt nhiều, nhưng mà khi nghe ba nói chuyện thì bà nội rất là tỉnh táo, và bà nội cảm giác vừa mừng. Tại vì một người bệnh mừng á thì giống như tất cả những cái cơn đau nó đang qua gì đó mọi người. Mình xin lỗi, mình kể câu chuyện của gia đình của ba mình với bà nội mình hơi xúc động. Bởi vì đó là câu chuyện thật và đời thật của gia đình mình đó các bạn. Đó là một câu chuyện có thật và rất là huyền thoại của gia đình bác trai kỳ duyên mình. Cho nên tới cái đoạn này mình rất là xúc động. Mình xin lỗi mọi người nha. Thì khi bà nội mình khỏe lại, bà nội mình cảm giác như là nghe được ba mình nói chuyện sau mấy mươi năm, thì bà nội rất là mừng. Bà nội mới nói là có lẽ là nghe ba nói chuyện lại bà nội rất là khỏe, giờ chắc không biết có qua được cái cơn bệnh này hay là không. Nhưng mà bà nội cảm giác không có mệt mà cũng không có cảm giác khó chịu gì hết, chỉ là có cái mừng thôi.
Thì cảm giác là cảm giác của người người bệnh, nhưng mà cha mẹ, làm cha làm mẹ xúc động quên hết đi cái nỗi đau. Nhưng mà hơn ai hết là ba mình biết là bà nội mình sẽ không qua được, tại vì trong giấc mơ ba đã nghe cái ông tiên đó đó, ông đã nói trước với ba rồi, cho nên không ai khác ngoài ba biết bà nội mình sẽ không qua. Nhưng mà lúc đó bà nội mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bà nội rất là khỏe, khỏe hơn lúc nào ở trong ngày hết, trước đó hết. Thì mọi người cũng đều mừng giống như nhau hết. Bà con, anh em, con cháu tụ tập lại rất là đông. Tới sáng ngày hôm sau thì cả một cái ấp Bình Phú các bạn, ở trong cái ngôi làng của mình ở đó, nghe mọi người nghe tin ba của mình sau mấy mươi năm nói chuyện lại được thì bà con ai cũng mừng hết trơn. Họ vừa mừng vừa xúc động vừa ngạc nhiên, nói chung là mọi người đều có cái tâm trạng giống y như nhau hết, kể cả gia đình mình cũng vậy. Sau mấy mươi năm được nghe ba nói chuyện là một điều rất là phi thường kỳ lạ, và mình là người ngạc nhiên nhất, là tại vì anh của mình á, thì cái đó là không biết mình có hiểu là tâm trạng của anh mình không, nhưng mà mình á, thì rất là ngạc nhiên về những điều như vậy. Mình cứ theo, mình đứng ở bên bên cạnh ba rồi mình nhìn ba mình hoài vậy đó. Mình vừa đó mình còn nhỏ, mình cũng không hiểu cái cảm giác của mình thế nào nữa mọi người. Nó ngộ ngộ, nó lạ lạ, và cái cảm giác nó không phải nó xúc động mà là nó khám phá. Mình thấy sao mà nhỏ tới lớn mình chưa từng nghe ba mình nói cái câu gì là bằng cái tiếng, cái giọng của con người bình thường gì, chứ bây giờ ba mình nói chuyện mình nghe mình rất là lạ. Mình cũng không có cảm xúc gì nhiều đâu, bởi vì lúc đó mình còn nhỏ lắm, chứ mình không có được trưởng thành như bây giờ mà mình hiểu được cái gì trong cuộc sống đâu. Thì lúc đó là cả làng cả xóm mỗi ngày suốt một tháng trôi qua, hết cái làng này bà con từ xa tới gần, có bà con không bà con gì, chỉ là bà con của làng xóm thôi. Thì ở đây là quê mà, thì đó là câu chuyện rất là phi thường của ba mình. Thì ai cũng hiếu kỳ hết dân cũng tới thăm bằng cái tình cảm, họ xúc động mà họ rất là ngạc nhiên. Nhà mình mỗi ngày có ít nhất là 20-30 khách đều ghen vậy hoài đó. Không có gì. Ba giờ chiều ngày hôm sau là bà nội mình mất, không qua khỏi cơn bạo bệnh y như trong giấc mơ của ba mình đã nhìn thấy gì đó các bạn. Cái này là mình để nước đường chung với chè nha mọi người, để cho nó thấm vô viên chè nó mới ngon. À, nếu mà mình ăn ngọt thì mình để đường hơi nhiều, còn gia đình mình thì không thích ngọt lắm. Mình sẽ đợi cho nước đường nó sôi lên thì mình sẽ cho nước cốt vào. Ở đây mình có nước cốt dừa nè các bạn. Thì thường là mọi người người ta nấu chè người ta không có để nước cốt dừa, nhưng mà mình làm thì mình cũng để nước cốt dừa ăn cho nó đỡ ngán. Tắt thêm cái đồ bếp. Thì câu chuyện của huyền thoại của gia đình Kỳ Duyên mình là chứ bà nội mình mất như vậy, thì từ đó trở về sau thì một tháng trôi qua là gia đình mình lúc nào mỗi ngày cũng đi đón tiếp cỡ 20 người, 30 người cứ tới, hết người này đi người kia tới, tại vì ai cũng hiếu kỳ về vấn đề ba mình nói chuyện hết. Thì ai cũng hỏi tại sao ba nói được, thì ba cũng kể lại cái giấc mơ mà ba đã nhìn thấy gì đó. Thì ai cũng rất là hoan hỷ, mọi người đều hoan hỷ về câu chuyện đó, và gia đình mình trở nên thành một cái tâm điểm rất là quan trọng của trong làng xóm. Thì lúc đó mình còn nhỏ mà mình nửa mừng mà nửa bỡ ngỡ lắm. Thì chờ từ nhỏ tới lớn mình chỉ nghe ba mình quýt gió thôi, nói bất cứ chuyện gì cũng quýt gió. Nếu nói chuyện với người ngoài thì ba viết phấn hoặc là ba lấy viết đi giấy vậy, ghi giấy, nhưng với trong gia đình mình thì ba quýt gió không à. Nhưng mà ai cũng hiểu, mình được ba nói chuyện từ nhỏ tới lớn và dạy bài tiếng bằng tiếng quýt gió đó các bạn.
Thì đó là toàn bộ câu chuyện của huyền thoại của Biết Trai Kỳ Duyên mình ngày hôm nay mà muốn chia sẻ với mọi người. Thì mình cùng nghe được câu chuyện huyền thoại và mình hãy tin tưởng vào một niềm tin chân chính của Phật Pháp nha các bạn. Có rất là nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Thì dịch bệnh cũng là một trong những điều kỳ diệu dành cho những người thiện lương nhân ái, biết thương yêu, chia sẻ, tình thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thì bệnh dịch này sẽ dần dần nó sẽ bị đẩy lùi qua đi. Còn nếu con người cứ giữ lòng tham lam, ích kỷ, gian manh, xảo trá, gian ác nhiều thì nó sẽ hoành hành mãi mãi không bao giờ ngưng. Như vậy mà chúng ta hãy có những lời cầu nguyện tha thiết dành cho bá tánh, cho vạn dân, cho chúng sanh, cho nhân loại, cho quả địa cầu này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, cùng đẩy lùi dịch bệnh qua đi, A Di Đà Phật. Rồi nước đường của mình nó sôi lên như này các bạn, nó sôi lên như dễ thương không, mình sẽ vớt bớt cái bọt nó đi nha. Cái này thì mình sẽ mua gừng nha các bạn, mình sẽ mua gừng về cái mình cắt nhuyễn rừng ra, cái củ gừng của mình á, mình cắt nhuyễn củ gừng ra xong thì mình để vô chè của mình với nước đường, nó sẽ ngon lắm đó các bạn. Ở đây mọi người biết không, mình làm bột nếp và một ít bột mì khoảng, cho nên cái viên chè của mình nó bóng mọi người nhìn thấy không, cái viên chè nó rất là bóng, nó không có bị quá quá mềm, dễ ăn lắm. Và đây là chè ỉ của mình giò này. Thấy dễ thương không? Hơi to hơn trứng thằn lằn chút, rất là đáng yêu. Mình để nó đi cho nước đường nó sắc xuống, mình để lửa nhỏ thôi. Cái độ ngọt của mình vậy là mình vừa với gia đình mình dữ lắm rồi đó. Còn ai muốn ăn ngọt hơn nữa thì mình để theo khẩu vị của mình thôi. Rồi, nước đường với chè của mình nó sắc xuống rồi nha mọi người. Mình sẽ tắt bếp, mình chế nước cốt vô. Rất là hấp wow, rất là ngon. Nè, các bạn thấy không? Cái viên chè của mình nó rất là dễ thương nữa. Chết cha, cái viên này nó bị bể rồi. Nhiều quá mình xới ra. Bị bể lên viên rồi, không sao. Một viên không sao, còn mấy viên khác còn lại dễ thương lắm, là đáng yêu nha mọi người, ngon và vừa ăn nữa. Rồi tạm biệt, mời mọi người cùng làm với bếp chai kỳ duyên mình và thưởng thức nha. Chúc mọi người an lành, hạnh phúc, sức khỏe, an định.